Trò chơi dân gian là một trong những kho tàng của di sản văn hóa và được xem là một bộ phận của văn hóa dân tộc. Đó là sản phẩm mang tính chất vận động và tinh thần xuất phát từ lao động, sản xuất, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và được lưu truyền bằng miệng, truyền tay, được trình diễn, thi đấu. Từ xa xưa, cha ông ta đã sáng tạo ra trò chơi dân gian, làm nên sự đa dạng và đặc sắc của văn hóa cổ truyền dân tộc. Đồng thời qua đó làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, phong tục tập quán của cư dân các vùng miền đất nước. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã trở thành địa chỉ lý tưởng cho đông đảo công chúng vào dịp đầu xuân với những trải nghiệm và khám phá thú vị về văn hóa dân tộc, đặc biệt là các trò chơi dân gian. Với nội dung phong phú, đa dạng và có tính giáo dục cao, những trò chơi này được coi là bữa tiệc văn hóa, vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí của du khách, vừa góp phần tích cực vào việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. Những cái trò chơi đó là một cách biến tấu đi những cái hoạt động trong đời sống sản xuất. Chúng ta biết rằng là đi cầu kiều cũng chính là một cách để rèn luyện cái kỹ năng mà đi lại trên những cái vùng sông nước khó khăn của người Việt ta xa xưa. Thế rồi đi cà kheo cũng là một cách mô phỏng cái cách thức mà người ta có thể là vượt qua được những vùng đầm lầy, rồi những vùng nước trũng. Thế thì sau này thì tất cả những cái đó nó lùi vào trong quá khứ, thì người ta chuyển hóa thành những cái trò chơi, và những cái trò chơi đó mục đích cũng để là gì, rèn luyện thân thể và đặc biệt là tái hiện lại các cái khung cảnh xã hội trước đó và những cái hoạt động trong đời sống sản xuất, thông qua đó rèn luyện các cái kỹ năng cho những người còn trẻ. Trong đó, trò chơi dân gian kéo co được đông đảo du khách quan tâm. Kéo co là một trong những trò chơi dân gian truyền thống có ở nhiều nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được sinh ra và nuôi dưỡng bởi cộng đồng, là sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tập quán của cộng đồng từ lâu đời. Tại Việt Nam, trò chơi kéo co thường được tổ chức trong các ngày Tết, lễ hội truyền thống dịp đầu xuân năm mới. Trong các trò dân gian, kéo co là một trong những trò mang tính nghi lễ, gắn với tín ngưỡng cầu mùa, cầu sinh sôi phát triển. Ở Việt Nam, nghi lễ kéo co tập trung hầu hết ở vùng Trung Du, đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Mỗi nơi lại thực hành nghi thức này theo một cách khác nhau. Với người dân ở Xuân Lai, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nghi lễ kéo co còn được gọi là kéo mỏ. Người Xuân Lai chọn hai cây tre bánh tẻ đẹp, mỗi cây cao từ 7 đến 8 mét. Khi làm mỏ, người trong làng phải tính đốt tre để mang lại sự may mắn cho dân làng. Chuẩn bị công phu và thi đấu đầy nhiệt huyết, nhưng sau khi kết thúc, các cụ không tuyên bố bên thắng bên thua, mà chỉ tuyên bố đồng giải. Với những giá trị đó, năm 2015, nghi lễ và trò chơi kéo co đã trở thành hồ sơ đa quốc gia đầu tiên của Việt Nam được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng với các nước Hàn Quốc, Campuchia, Philippines. Chính vì lẽ đó mà trò chơi này thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn trẻ. Họ không chỉ được chứng kiến nghi thức làm lễ thiêng liêng mà còn được tham gia vào trò chơi hấp dẫn này. Em thấy khá là mệt nhưng đồng thời rất là vui ạ. Bởi vì nó là một cái trò chơi là vừa rèn luyện sức khỏe mà vừa mang tính chất là cộng đồng. Nó là một trò chơi tập thể, mình phải góp sức của một tập thể thì sẽ thành công. Em đã tham gia khá nhiều trò chơi đây ạ. Ví dụ như là trò ném còn này, trò mớ sạp này, trò ô ăn quan này, rồi trò đi cà kheo nữa. Nói chung em thấy mỗi trò đều mang một cái bản sắc rất riêng của từng vùng miền, từng dân tộc trên Việt Nam. Và ngoài ra thì nó cũng khá là vui nữa. Ngoài kéo co, khi đến đây các bạn còn có thể chơi pháo đất. Đây là một trò chơi có từ lâu đời và được lưu truyền với những câu chuyện thú vị. Nói về cái truyền thống bắt nguồn thì có rất là nhiều các truyền thuyết khác nhau. Và có những truyền thuyết thì kể rằng là vào năm 1288 thì có tại cái khúc sông Bạch Đằng mà chảy qua khúc sông Hóa đấy, thì có con voi của cái tướng Trần Hưng Đạo. Và khi đi qua cái khúc sông này thì bị
thì bị sa lầy ở đấy, và vì vậy cho nên là người dân ở đây thì họ đã ném đất xuống dưới đấy để cho con voi đi lên, để voi lên được, và vô tình trong thời gian đấy thì họ lại nghe những tiếng nổ rất là vui, giòn tai, rất là vui tai, và họ đã quyết định là tổ chức trò chơi này. Và ngoài ra thì có truyền thuyết khác lại nói rằng là bởi vì do trong quá trình đắp đê ngăn lũ của người dân đồng bào ở Bắc Bộ ấy, thì họ thấy là tức là trong lúc rảnh rỗi thì họ sẽ đập dùng cái pháo để đắp đê đấy, để họ đáp ném xuống, và khi đó thì bà vang những tiếng nổ rất là vui tai, và từ đó truyền thống thì cứ hàng năm là tổ chức chương trình lần. Luật chơi pháo đất cũng rất đơn giản. Những người chơi sẽ được chia những phần đất đều nhau để làm quả pháo đất của mình. Họ sẽ lần lượt cho pháo nổ. Pháo của ai nổ to được coi là thắng cuộc. Tôi cảm thấy đầu tiên rất là vui, bởi vì là khi mà nghe tiếng pháo ấy thì cảm thấy rất là vui vẻ và cảm thấy không khí rất là hào hứng. Nhưng mà khi nặn thì lại cảm thấy nó cũng hơi không được dễ, bởi vì là các bác nghệ nhân cảm thấy rất là khéo tay thì có thể làm như vậy được. Bên cạnh kéo co, pháo đất thì cà kheo cũng là một trò chơi dân gian đầy thú vị đối với các bạn trẻ. Vâng, rất là sợ vì mình không biết cách di chuyển như nào, mình không biết nó đi như nào hay là cân bằng ra sao để mình bước được cho nó thật chuẩn chính xác. Này đi cái này cái chị ạ, rất là phải tập thật nhiều mới đi được, phải dám liều mình ạ, vượt qua nỗi sợ hãi của mình để có thể mình bước đi được vui lắm, cảm thấy vừa làm được gì vĩ đại lắm ấy. Vì rất khó. Dạ vâng, mới đầu người chơi, người mà không biết chơi ấy, thì sẽ đi theo kiểu dễ nhất là đi ngang, đi theo kiểu cả theo ngang. Nếu mà biết đi rồi thì đi kiểu dọc thì nó sẽ khó hơn. Cà kheo là một dụng cụ mưu sinh gắn liền với các ngư dân miền biển. Họ đã nghĩ ra cách đi cà kheo để lội xuống biển bắt cá, bắt tôm, quăng chài. Với người Cờ Ho, Lạch ở Lâm Đồng và cà kheo của đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk, thì họ đi cà kheo để tránh bị dính đất cát vào người, làm bẩn nhà vào những ngày mưa lũ. Họ sử dụng cà kheo để bước lên nhà thay vì phải sử dụng cầu thang, do nhà ở truyền thống của các dân tộc này là nhà sàn. Chỉ với hai cây tre, trên đó cột hai khớp cũng bằng tre, người chơi sẽ làm bàn đạp để đứng lên đó đi thay chân. Để đi được trên cà kheo, đòi hỏi người sử dụng phải có một sự khéo léo nhất định. Có thể nói rằng, những trò chơi dân gian đầu xuân ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã mang đến cho du khách những trải nghiệm hết sức thú vị. Qua những trò chơi đó, họ được tìm hiểu về văn hóa dân tộc, phong tục tập quán của từng vùng miền, và đặc biệt còn được trực tiếp tham gia chứ không đơn thuần là đứng theo dõi, như hoạt động nặn cỏ hè như thế này. Trong số các trò chơi dân gian, có lẽ tỏ hè vẫn là một trong những trò chơi còn được hiện hữu đến nay. Nó được ví giản dị như ca dao, là tích tụ của trí tuệ nhân dân qua nhiều đời. Tò he thực sự là món ăn tinh thần, rất gần gũi với người dân Việt Nam. Mình đang cho dẫn chóng nhỏ đi nặn tò he cho dân gian. Thì mình thấy là không chỉ người trẻ con đâu mà cả người lớn tham gia những cái trò chơi như này rất là hay. Thứ nhất là nó lành mạnh này. Thứ hai nữa là hướng trẻ con tới những cái sự kiên nhẫn. Và qua những cái trò chơi dân gian như thế này thì tụi nhỏ với cả người lớn cũng biết thêm được về các cái trò chơi dân gian truyền thống của Việt Nam mình. Đây là sản phẩm đồ chơi dân gian độc đáo, vừa mang bản sắc dân tộc, vừa mang tính khoa học. Nó có tầm quan trọng trong cuộc sống, học tập, vui chơi giải trí và rèn luyện tính thẩm mỹ cho trẻ em. Nó đang làm hình con Doraemon mà nó chỉ được thế này thôi ạ. Nó thì khó thật ạ, nhưng mà cũng rất là thú vị ạ. Nói chung là các trò chơi dân tộc thì cháu cảm thấy rất là vui trong trò chơi đó. Để bữa tiệc trò chơi dân gian thêm phần đặc sắc, bảo tàng cũng đã tổ chức tiết mục biểu diễn múa rối nước do phường rối nước Minh Tân trình diễn. Các tích trò đặc sắc gắn với cuộc sống lao động của người nông dân hay các lễ hội của làng quê Việt Nam được tái hiện một cách sống động. Những hoạt động này sẽ giúp công chúng hiểu thêm nét đẹp trong phong tục của dân tộc.
Những trò chơi dân gian không đơn thuần chỉ là một trò chơi, mà nó chứa đựng cả một nền văn hóa dân tộc Việt Nam độc đáo và giàu bản sắc. Chúng ta thấy rằng là các cái trò chơi dân gian nó tái hiện lại các cái hoạt động sản xuất trong đời sống của người nông dân xưa. Thế thì sau đó thì người ta chuyển hóa thành những cái trò chơi cho các em nhỏ. Cho nên những cái trò chơi rất tốt để giúp các em rèn luyện cái thân thể và đặc biệt là rèn luyện các cái kỹ năng. Và thông qua đó thì giúp cho các em có một cái sự trưởng thành, phát triển cả về mặt trí tuệ cũng như là về mặt thể lực. Tôi lấy ví dụ như là cái trò chơi đánh chuyền, đánh chắt ấy, bằng cái việc là tung cái quả bóng lên. Thế sau đó lại bắt cái quả bóng mà tay vẫn nắm được các cái dây chuyền, thì cái đó nó rèn luyện cho tất cả toàn bộ cái cổ tay các em này. Nó mềm dẻo và 10 cái ngón tay này là uyển chuyển linh hoạt, đặc biệt là mắt. Mắt rất là nhanh, bắt được quả cầu lại ném được, lại bắt được cái dây chuyền đánh chắt ấy. Và chính cái điều đó khiến cho là vừa luyện tay, vừa luyện mắt và vừa luyện cổ mà lại làm một cái thứ trò chơi. Thì quả nhiên đấy là những cái trò chơi rất là khoa học. Nó giúp người chơi phát triển khả năng tư duy, sáng tạo, sự khéo léo, đồng thời nâng cánh cho những tâm hồn biết yêu thương, trân trọng những giá trị cuộc sống.